Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam ha. Dạ, cô chú anh chị thì bữa nay Nam cũng mới rảnh á, thì Nam cũng lên trên mộ để thắp nhang cho cậu Năm Vũ Linh. Đó. Đây chiều nay hoặc là sáng mai Nam và anh Duy Minh xuống lại Tiền Giang để phát gạo tại quê nhà của Sương Minh Không á cô chú anh chị. Lên lịch kế hoạch hết rồi, cũng thống nhất với bên ủy ban xã Tân Tây á, anh Duy phó chủ tịch là 8 giờ ngày mai nha. Một là sáng mai sáng sớm đi xuống dưới hoặc là chiều nay đi trước. Thì nó có hai cái lịch, một sáng sớm, hai là chiều. Thường thường á, Nam về đây á là Nam thắp nhang, Nam ít có quay á cô chú chị, nhưng mà bữa nay Nam cũng quay một video để thông báo bà con bác mình chiều nay Nam sẽ xuống Long An. Bữa nay về đây là Nam với anh Duy Minh đi vòng vòng thắp nhang thôi cô chú vậy. Anh Duy Minh thì đi thắp nhang vòng vòng mấy mộ của mấy cô, mấy bác, mấy chú thầy sĩ ở bên kia. Và bây giờ Nam sẽ mời tất cả mọi người tham quan với Nam một vòng ha. Rồi sẵn đây thì lát chút xíu nữa Nam cũng chia sẻ thông tin về mấy sư Chí Hải luôn cho bà con cô bác mình biết luôn. Đó, thì giờ đi qua kiếm anh Duy Minh đi. Đó, mấy nhang này anh Duy Minh mới đi thắp không này cô chú chị. Mộ nhạc sĩ đồ nhiều lắm. Những vai diễn để đời nè. Giang Châu. Đó. Hello anh. Em qua nãy giờ rồi. Hả? Ừ. Giờ sao không thấy? Em đi ra ngoài mấy đứa có nhiều cái nó vui vui đi theo ngoài chơi. Hả? Không? Không. Đây là nhạc sĩ cô chú chị Nguyễn Văn Tý. Nhà nhạc sĩ Nguyễn Tý. 1924. Là ông của là cái cô gái mà có cái bài mà cái bài hát mà rất là nổi tiếng không gài gì ngày cưới gì đó. Mình đám cưới của em người ta đang hát hò đó. À. Thời bài đó nè. Gọi là ông của à, Võ là ông của Võ Lê My hả? Ông của là tôi Tại Ni á. À à. Đó đây là nghệ sĩ. Ưu tú Nam Hùng em quay rồi. Và sẵn đây thì Nam cũng chia sẻ cho bà con cô bác mình biết về sư Chí Hải. Sư Chí Hải thì Nam cũng nghe phong phanh rồi là đang bạo hành ở ngoài miền Trung á cô chú anh chị. Cùng với sư Chiếu Đức. Anh hay thông tin gì chưa? Vụ gì? Sư Chí Hải với sư Chiếu Đức đang đi bạo hành ở ngoài miền Trung á. Vậy hả? Ờ. Thì để sẵn đây mình báo cho bà con mình biết, bà con an tâm. Thì chung bà con bây giờ cũng biết rồi nhưng mà không biết là đi với ai và ở đâu. Thì thôi sẵn video này là anh em mình báo luôn đi. Đúng rồi. Nói chung là hổm rày anh em mình cũng nghe thông tin rồi. Đi xuống mộ mộ sư Minh Thiện chưa? Chưa. Đi hai anh em lội dưới luôn chưa này? Từ từ đã. Xong quay này xong rồi xuống chứ. Tính đi giờ đi dưới luôn nè, lội dưới. Hả? Ừ, gắn má.
Thôi đi bộ đây. Có 500 mét à? Mà anh quay nó hai mấy phút rồi. Ồ vậy hả? Bà con cô bác ta đợi xỉu luôn á. Đó thì thông báo cho bà con cô bác mình cũng yên tâm ha, và nhưng cái là mình cũng nắm thông tin nó gài. Đúng rồi. Nhưng mình chưa chính xác á. Chưa chính xác cho nên không chia sẻ. Cho nên không có chia sẻ thông báo lên. Bây giờ thì nó nếu mà có chính xác thì mình chia sẻ. Rồi sẵn video này thì cũng thông báo là chiều nay hoặc là sáng mai sớm là mình đi dưới phát quà đúng không? Không, bữa nay mình giờ lâu rồi. Ông phó chủ tịch hôm qua ông nói là mai là có đại hội lớn. Vậy hả? Xong đó giờ là bữa 28. 28. Qua. Wow. Nếu vậy thì chiều nay em về quê luôn chứ? Em về Bạc Liêu. Tại vì em đang định là lên liền đúng không? Em về em lên liền. Vậy là cái lịch có thay đổi phát gạo của anh chị là do anh Duy phó chủ tịch thông báo với anh Duy Minh là có đại hội gì đó. Đó, cho nên là không có phát được thì dời lại là 28. Duy Minh cũng là quên thông báo cái vụ mà tại vì Duy Minh muốn để tới đó là thông báo luôn mà thôi, sẵn Nam nói rồi nói luôn. Là Duy Minh được là chị Liễu Phan là người chị kết nghĩa của Duy Minh đó, cái thời mà còn quay cái mộ nghệ sĩ của Duy Linh đó, quý của chúng chị hơn năm nay rồi. Thì cũng muốn là phát quà cho bà con cô bác ở Tiền Giang là quê hương của chị. Nói chung là Gò Công Đông là quê hương của chị đó. Thì cũng gần nhà của Sư Minh Không luôn. À, Sư Minh Không là cháu. Sư Minh Không thì nói chung thì bà con á, có bà con. Có bà con nhưng mà không biết sao, bà con thì tại mình không có hỏi. Nói chung là chị muốn là phát quà cho những bà con cô bác khó khăn đó thôi. Thì một lần nữa là cảm ơn chị Liễu đã hỗ trợ cho Duy Minh cũng như là Trần Nam sẽ chuẩn bị ngày 28 tới, sáng 28 8 giờ sẽ phát quà. Như vậy thì Nam cũng một lần nữa là cảm ơn chị Liễu Phan rất là nhiều ha. Chị là chị kết nghĩa của anh Duy Minh. Đó. Vậy là chiều hôm nay Nam sẽ về Bạc Liêu tại vì Nam định là ngày mai phát. Nếu mà không gặp với anh Duy Minh á thì là định là chiều hoặc sáng mai anh em đi rồi. Đó cô chú anh chị. Thì chiều nay Nam về Bạc Liêu để xuống dưới về dưới nhà bà chị của Nam á, do nhà bị sập á cô chú anh chị, thì thôi xuống dưới như thế nào. Và coi tình hình ở dưới sao rồi bắt đầu Nam lên lại Bình Dương. Đó. Thì chiều nay Nam về thì chắc chiều mai thứ hai là Nam có thể lên lại Bình Dương, xong rồi Nam đi xuống xuống Tiền Giang với anh Duy Minh đó cô chú vậy. Lâu lắm thì Nam mới quay khung cảnh ở đây ha cho bà con cô bác mình xem. Mộ của chú Vũ Linh thì luôn luôn lúc nào thì cũng tươi đẹp hết. Tại bây giờ á, bây giờ thì chưa có ai nằm đây thì những chậu bông này vẫn còn để đây. Nếu mà sau này bên đây bên đó nếu mà có người nằm rồi á là cái này cũng phải dỡ dẹp đi chỗ khác thôi. Dạ trước mắt là như vậy thôi quý vị. Và tình hình về Sư Chí Hải á của chú chị thì Nam cũng biết rất là tâm lý về Sư Chí Hải, cũng có chia sẻ với Trần Nam là như thế này. Sư Chí Hải thì cũng không muốn ở ngay phòng mộ của gia đình đó, cho nên Sư Chí Hải muốn đi bộ hành ở nơi khác, không nhìn thấy những người thân thương đi qua lại hàng ngày á. Tại vì nếu mà ở nhà mộ đó hoài á, với lại ba tháng kiết hạ này rồi mà ở đó hoài á thì cũng không tốt. Thì cho nên là Sư Chí Hải mới đi. Nếu Sư Chí Hải đi rồi như vậy thì không có thấy được hình ảnh ba mẹ đi qua lại nó sẽ bị luyến ái. Mà cái ý chí của Sư Chí Hải thì rất là kiên định. Đó. Tại vì Nam cũng hiểu về Sư Chí Hải rất là nhiều. Sư Chí Hải cái quyết tâm mà đi 13 hành Đầu Đà nó rất là tuyệt vời luôn cô chú chị, không thể nào mà mình tả được luôn. À, bây giờ Nam cũng chia sẻ cho bà con mình cũng biết như vậy cho bà con mình vui ha. Rồi Nam cũng xin phép kết thúc video và cảm ơn tất cả bà con cô bác mình rất nhiều.